Bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Trên hình các bạn đang quan sát đây là cái bộ sản phẩm được sử dụng trong gia đình, đó là bộ hẹn giờ thông minh. Đây anh em các bạn quan sát này, nó có đồng hồ điện tử luôn nhá, rất là thông minh cho anh em các bạn luôn. Bây giờ là mình đang quay video là 6 giờ 9 phút 47 giây. Đấy, chúng ta có thể hẹn giờ đa chức năng luôn. Chúng ta bắt đầu cắm cái cục điều khiển này, cục hẹn giờ này vào trong cái điện lưới của nhà mình. Sau đó thì ví dụ chúng ta muốn hẹn giờ là đến 8 giờ là máy bơm sẽ chạy, thì chúng ta bấm vào đây. Đấy, cắm vào đây và đến 8 giờ thì máy bơm sẽ chạy chẳng hạn thế. Hoặc chúng ta hẹn giờ là ví dụ như là chúng ta hẹn là 6 giờ sáng, thì chúng ta ví dụ như là 6 giờ sáng mà chúng ta đi làm, mà hoặc 7 giờ sáng chúng ta đi làm mà chúng ta muốn hẹn là 10 giờ thì bắt đầu nó cấp điện để cho cơm, bắt đầu là nấu cơm, chúng ta cắm trước. Thì chúng ta cứ hẹn giờ đến 10 giờ là sẽ tự điện, tự động nó cấp điện cho cơm nó nấu thôi. Đấy, nó rất là đơn giản cho anh em và các bạn sử dụng này. Hàng thì rất là chất luôn. Nó có các cái múi giờ. Đấy, các cái hệ thống điều chỉnh lấy giờ, lấy bao nhiêu giờ. Đấy, ví dụ như là đây. Các bạn quan sát đây là cái nút on này. On là bật này. Đấy, off là tắt này. Đấy. Đấy, xong là đẩy giờ lên này, mấy giờ, 2 giờ này, 3 giờ này, 4 giờ này, 5 giờ này. Đấy, hoặc các cái múi thời gian theo tuần, theo tuần này, theo giờ này. Đấy, mức nhỏ nhất này. Đó, rất là nhiều các cái thông số này, chúng các bạn có thể tự tìm hiểu rất là tốt luôn. Anh em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ để bên mình tư vấn cho các bạn về cái dòng sản phẩm mà bên mình đang phân phối đây. Đấy, mọi nhu cầu các bạn có thể liên hệ tới trực tiếp số điện thoại của mình hoặc kết bạn Zalo đuôi 3 con 9 của mình để được tư vấn nhé. Xin chào và hẹn lại các bạn ở video sau.